và tiếp theo là tin tức có liên quan đến việc gửi các face mask cho bệnh viện kính thưa vị nhằm mục đích mà để giúp cho các bệnh viện hay là các trạm y tế mà thử nghiệm coronavirus hay là điều trị những bệnh nhân đó thì hiện nay họ cần rất là nhiều cái face mask do đó nên Advent Engineering solution ở tại Dayton Ohio đã có bắt đầu những cái chương trình nữa gọi là thử nghiệm để mà sản xuất ra những cái phê mask mà họ dùng 3D printer thì hiện nay chúng tôi cũng được biết rằng 3D printer mà sản xuất ra cái cái phê mask thì nó rất là chậm có thể là có những cái máy mới nhưng mà những cái máy mới mà nếu mà chúng ta mua được nó chạy lẹ hơn thì cũng cần, mất cũng khoảng 4 tuần do đó nên để mà tiếp tục làm những cái công việc này thì có thể là Advanced engineering solution đó. họ có thể làm những cái mẫu những cái mô những cái khung và có thể dùng cái đó rồi sau này nó sản xuất ra hàng loạt thì cái chuyện đó là những cái ngày sắp tới chắc có lẽ họ sẽ làm được tại vì cái công ty tương đối lớn nhưng mà cùng một lúc thì cũng đang vận động những cái người chủ tiệm nail những cái người nail supply owner những người chủ của những tiệm supply như vậy đó à, nếu mà có những cái phê mask mà muốn tặng cho các bệnh viện thì cũng có thể trực tiếp ở tại địa phương của mình tặng cho các bệnh viện được à, còn nếu mà trường hợp mà không có cơ hội không có được dịp để mà tặng hoặc là vì lý do khoảng cách hay là gì, những cái lý do nào đó thì có thể gửi về cho advanced engineering solution để mà nơi đây có thể nhận, rồi sau đó phân phối cho các cái bệnh viện ở tại những cái nơi mà họ cần. Advanced Engineering Solution, nếu mà trường hợp những cái người mà tặng những cái mask như vậy đó, mà không có đủ cái tiền cước phí đó, thì Advanced Engineering Solution sẽ lo vấn đề cước phí, tại vì họ có cái account của UPS và um, FedEx. Giờ nên nếu mà các đồng hương, đặc biệt những người chủ tiệm nail, những người chủ những cái tiệm nail supply mà có nhiều cái famous mà muốn donation mà không có biết ở địa phương của mình thì có thể gửi về cho Advent Engineering Solution tại cái số là 250 Advent Drive Springboro, Ohio 45066. Cần thêm chi tiết thì gọi thẳng số điện thoại là 937 367 3228